Thưa quý vị và bà con, ở vùng sông nước miền Tây, những chiếc ghe hàng từng một thời là lựa chọn duy nhất của người dân khi có nhu cầu mua sắm hàng ngày. Chiếc ghe hàng không quá lớn nhưng luôn có gần như là đầy đủ các mặt hàng sinh hoạt thiết yếu, phải không anh Khánh Long ạ? Ngoài những điều mà bạn vừa kể thì trong ký ức của tôi vẫn còn nhớ như in, mỗi khi mà lúc nhỏ bước xuống ghe hàng thì có đầy đủ tất cả những thứ mà trẻ con mơ ước, từ đồ chơi cho đến thức ăn, tất cả rất là nhiều ở ghe hàng. Và đặc điểm là hàng quá đa dạng, lại chịu khó đi đến từng nhà, len lỏi vào những con rạch nhỏ. Tất cả những điều này làm cho ghe hàng trở thành một cái hình ảnh rất là thân quen và đặc trưng của miền Tây. Rồi đường xá mở ra, chuyện đi chợ, đi siêu thị bằng xe trở nên quá dễ dàng và nhanh chóng. Ghe hàng vì thế mà gần như chỉ còn xuất hiện ở những vùng sâu, vùng xa. Có rất là nhiều lý do để người dân ở những nơi đó còn chuộng mua đồ ở ghe hàng. Và cũng có nhiều lý do để mà nhiều người chọn ghe hàng làm nghề để sống cho đến hôm nay. Đi bán cái sáng mình ở nhà bán, tới chiều về nhà ở gần cha mẹ đó. Đi xa không quen nhớ nhà. Đó là lý do để anh Vũ gắn bó với chiếc ghe hàng, dù mới đầu cũng có những ngại ngần. Hơn 10 năm nay, chiếc ghe của anh chỉ đi đúng một tuyến kênh đều đặn mỗi ngày. Vì bán ghe hàng, phần nhiều là nhờ mối quen. Và cũng vì quen nên nhiều khi chuyện mua bán không chỉ xoay quanh những món đồ. Cũng rất đẹp, đẹp là cái chỗ chẳng hạn, cũng như là mình khó khăn đi chợ không được. Thứ hai nữa, mình không có cái tiền để chi phí hàng ngày á, mình mua chịu được tới hàng tháng rồi mình trả. Thì để ở đây bán 25.000 đi, ở ngoài nhà chợ nó chừng 21, 22, kẻ hơn 2-3.000. Mà như từ đây cưng đi ra tới chợ thì nó hết 30-40.000 tiền xe ôm rồi. Đó là những điểm mạnh của ghe hàng mà chợ hay siêu thị khó cạnh tranh được, dù đi kèm với đó là những rủi ro. Cuốn sổ này chi chít những khoản nợ và danh sách vẫn nhiều lên từng ngày. Chị Lành cũng thấy lo, nhưng không bán thiếu thì khó mà giữ mối. Những cái người này nè, mua 900 mấy, không có trả đồng nào hết trơn, đi luôn tới giờ luôn. Phải ghi ra từ món vậy đó, người ta chối, mình nói giờ hồi đó mua món đó vậy đó. Mà có ghi trong này nè, không mua sao con ghi. Cực vì giải nắng dầm mưa, đi sớm về muộn. Mỗi chiếc ghe hàng có khi còn chở theo những nỗi niềm riêng. Chèo ghe từ khi còn thanh niên, nay đã gần trung niên. Anh Bửu thấy câu, lắm mối tối nằm không, có phần đúng với mình, dù chưa thật sự sát nghĩa. Trời ơi, đi coi cũng nhiều mối lắm mà chưa xong rồi. Giờ cũng lớn tuổi rồi, không biết chừng nào xong nữa đây. Vài năm thế vô hàng 4 rồi, kế bên gì. Cái tôi về ta có con lớn, ta nhờ hết trơn này.